Jenny xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Tin Syria, quân đội chuẩn bị tổng tấn công Gaza. Tượng điêu khắc 3.500 năm tuổi của nữ pharaoh Ai Cập. Downtown Disney có khách sạn mới, đóng cửa vài doanh nghiệp. Microsoft sẽ cấm các ngôn ngữ phản cảm trên Skype, Xbox, Office. Tập đoàn điện lực Pháp EDF đầu tư dự án điện khí Trần Mỹ. Và sau đây là phần mở đầu tin tức với điểm tin thế giới. Vụ Skripal, cựu điệp viên Nga đã bị đầu độc ngay trước cửa nhà. Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh Quốc vào ngày 28 tháng 3, 2018 xác nhận cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và cô con gái đã bị trúng chất độc thần kinh được rải ngay trước cửa nhà của họ ở Salisbury thuộc Anh Quốc. Trong một bản thông báo, cơ quan cảnh sát Anh Scotland Yard cho biết là các chuyên gia đã ghi nhận được nồng độ cao nhất của chất độc thần kinh mà hai nạn nhân bị trúng là ở cửa vào nhà của hai người. Ông Dean Haydon, điều phối viên cao cấp chuyên trách chống khủng bố xác định, chúng tôi tin rằng ông Skripal và con gái đã tiếp xúc với chất độc thần kinh lần đầu tiên tại nhà cửa nhà của họ. Cảnh sát Anh tuy nhiên cho biết là vẫn sẽ tiếp tục tập trung điều tra quanh khu vực nhà của ông Skripal. Ông Skripal và cô con gái Julia, 33 tuổi, hiện vẫn trong trạng thái nguy kịch sau khi được tìm thấy bất tỉnh trên một băng ghế ở thành phố Salisbury vào ngày 4 tháng 3. Một thẩm phán cho biết hai người có thể bị tổn thương não vĩnh viễn. Vào tuần trước, thì tư pháp Anh đã cho phép lấy mẫu máu của hai cha con ông Skripal để các thanh tra vũ khí hóa học kiểm tra và xác nhận kết luận của anh, trong đó có một loại chất độc thần kinh trong quân đội đã được sử dụng, thưa quý vị. Tin Syria, quân đội chuẩn bị tổng tấn công Đông Ghouta. Báo chí Syria vào ngày 28 tháng 3, 2018 cho biết quân đội của chính phủ chuẩn bị tổng tấn công vào Đông Ghouta, thành phố cuối cùng do quân đội nổi dậy kiểm soát, trừ phi là các chiến binh của tổ chức Jai al-Islam rút khỏi nơi đây. Tối hậu thư mà quân đội Syria đưa ra đã hết hạn từ 28 tháng 3. Quân đội Syria và các đồng minh dường như huy động gần 250.000 binh sĩ với sự yểm trợ của hàng chục xe tăng và pháo binh để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng nhắm vào khu vực cố thủ Duma, rộng 14 km2, tương đương 13% diện tích của vùng Ghouta. Quân nổi dậy đã kiểm soát nơi đây từ ngày 18 tháng 2, trước khi có cuộc tấn công của quân đội chính phủ. Các nguồn tin thân cận với chính phủ Syria khẳng định rằng quân nổi dậy thuộc tổ chức Jai al-Islam muốn rút về vùng núi đông của Kalamau ở phía bắc của Damas. Về phần mình thì chính quyền Syria đã định ra ba nơi để quân đội nổi dậy rút về, đó là tỉnh Raqqa, hiện do các lực lượng quân dân, đồng minh và Hoa Kỳ kiểm soát. Thứ hai là Rabah Plus, là một thành phố trong khu vực biên giới của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, chịu ảnh hưởng của Ankara. Và thứ ba là tỉnh Idlib ở phía Bắc, hiện do nhóm nổi dậy và thánh chiến kiểm soát. Bất đồng về địa điểm đã làm cho các cuộc thương lượng thất bại, thưa quý vị. Iran hướng đông tìm đối trọng với phương Tây. Iran dường như sẽ tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc để làm đối trọng trước chính sách đối ngoại ngày càng cứng rắn hơn của Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông John Bolton là một nhân vật được cho là diều hâu làm cố vấn an ninh quốc gia vào ngày 23 tháng 3, 2018. Ông Bolton nổi tiếng là một chính trị gia thù nghịch với Tehran và thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015 giữa Iran và khối 5+1, tức là 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức.
Trước đó vài ngày, cựu giám đốc CIA là Mike Pompeo, một chính trị gia có lập trường cứng rắn với hồ sơ hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên, cũng được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thay ông Rex Tillerson, từng làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ông John Bolton, 69 tuổi, là người ủng hộ đường lối cứng rắn với Iran và Bắc Triều Tiên. Với Bình Nhưỡng thì ông khẳng định trong một bài viết vào cuối tháng 2, 2018, rằng Hoa Kỳ hoàn toàn có thể đáp trả một cách chính đáng mối đe dọa bằng cách tấn công trước. Trước đó một tháng thì trên Twitter, ông cũng cho rằng phải sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, thưa quý vị. Tin Trung Quốc, Trung Quốc ca ngợi chuyến thăm của lãnh tụ Triều Tiên. Một giới chức cao cấp Trung Quốc đang công du Hàn Quốc vào ngày 29 tháng 3 cho hay chuyến thăm của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh trong tuần này có thể giúp xoa dịu căng thẳng và dẫn tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm của ông Kim sẽ giúp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bảo đảm an ninh hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề liên quan đến bán đảo này thông qua các cuộc thương lượng và thảo luận chính trị. Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc, tuyên bố trong cuộc họp với trưởng văn phòng an ninh quốc gia của Hàn Quốc, ông Chung Yu-jung. Theo lịch trình thì ông Dương Khiết Trì sẽ gặp các giới chức ngoại giao và an ninh Hàn Quốc để thông báo kết quả cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Vào ngày 30 tháng 3, ông Dương, đặc phái viên của ông Tập Cận Bình, sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, thưa quý vị. Tin Thái Lan, Thái Lan muốn tham gia Hiệp định CPTPP năm nay. Thái Lan nhắm mục tiêu trở thành thành viên của Hiệp định Thương mại Châu Á-Thái Bình Dương có tính lịch sử vào năm nay. Một phó thủ tướng nước này cho biết hôm 29 tháng 3, chính phủ Thái đã yêu cầu Bộ Thương mại xem xét chi tiết về cách thức gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, toàn viện diện và tiến bộ, gọi tắt là CPTPP, G11 thành viên. Đây là một vấn đề quan trọng. Phó thủ tướng Somkit Zattus Ripitak nói với các phóng viên, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gia nhập vào năm nay. Thái Lan cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhật Bản về vấn đề này. Ông Somkit nói, ông không đi vào chi tiết, tư cách thành viên có thể có lợi cho Thái Lan vào lúc các ngành điện tử, hải sản và nông nghiệp đang đương đầu với nhiều cạnh tranh hơn từ các đối thủ kinh tế về chế tạo và xuất khẩu như Mã Lai và Việt Nam. 11 nước gồm Nhật Bản, Canada, song không có Hoa Kỳ, đã ký thỏa thuận CPTPP hồi đầu tháng này. Hiệp định ban đầu gồm 12 thành viên có tên là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đã bị xếp xóa hồi đầu năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định. Ông Trump nói động thái đó là nhằm bảo vệ việc làm của người Mỹ, thưa quý vị. Malala Yousafzai đã trở về Pakistan sau 6 năm ở Anh Quốc. Khôi nguyên giải Nobel Malala Yousafzai đã trở về Pakistan, quê hương của cô hôm thứ Năm 29 tháng 3, 6 năm sau khi bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo bắn trọng thương tại thung lũng Swat vì đã cổ vũ cho giáo dục nữ giới. Malala, năm nay 20 tuổi, đã hội kiến Thủ tướng Pakistan Shahid Khakan Atbasi và giờ đồng hồ sau khi đáp xuống phi trường Islamabad. Phát biểu trước những khách mời tới dự cuộc hội kiến đặc biệt tổ chức tại văn phòng Thủ tướng, có sự góp mặt của các quan chức cấp cao, Bộ trưởng Nội các, các nhà lập pháp và hoạt động xã hội dân sự và học sinh, Malala phát biểu, tôi vẫn sao không tin tề tựu được là điều này đang diễn ra. Malala nói tuy bây giờ cô mới 20 tuổi nhưng đã trải qua quá nhiều thử thách. Cô nói thêm rằng cô chưa hề nghĩ tới chuyện rời bỏ Pakistan. Trong bài diễn văn của cô hôm thứ Năm, nhà hoạt động trẻ tuổi nhấn mạnh sự cần thiết phải giáo dục trẻ gái ở Pakistan, nói rằng tổ chức của cô đã chi ra hơn 6 triệu đô la vào nỗ lực giáo dục các bé gái. Malala kêu gọi người dân Pakistan hãy cùng cô thực hiện sứ mạng trao quyền cho phụ nữ về mặt kinh tế vì một tương lai tốt đẹp hơn cho một đất nước của cô. Thủ tướng Abbasi nói cô vô cùng vui mừng được đón tiếp về nước một anh thư của Pakistan, người đã nhờ các nỗ lực của mình mà trở nên nổi danh và được cả thế giới ngưỡng mộ, thưa quý vị. Anh ca ngợi Hoa Kỳ về phản ứng mạnh sau vụ Skripal trúng độc. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Anh bà May ca ngợi phản ứng mạnh mẽ của Hoa Kỳ khi ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga sau khi Moscow bị quy trách nhiệm về vụ tấn công một điệp viên nhị trùng người Nga.
Tòa Bạch Ốc nói hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau về tầm quan trọng của việc phá vỡ các mạng lưới gián điệp của Nga ở Anh và Hoa Kỳ để hạn chế các hoạt động ngầm của Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong tương lai trên lãnh thổ của hai nước. Hơn 20 quốc gia khác đã hành động cùng với Hoa Kỳ và ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga ra khỏi nước họ. Thủ tướng May nói bà hoan nghênh tầm vóc của hành động quốc tế để đáp trả hành vi liều lĩnh và trắng trợn của Nga. Trong khi đó, thì một ủy ban chấp pháp của Nga đề nghị Anh trợ giúp pháp lý về trường hợp cô Yulia Skripal bị hạ độc. Cô và cha cô, cựu điệp viên nhị trùng người Nga Sergei Skripal, lâm bệnh hồi đầu tháng này sau khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ở thị trấn Salisbury thuộc Anh Quốc. Hai cha con hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ủy ban Nga đề nghị các nhà điều tra Anh thực hiện một số bước nhằm xác định hoàn cảnh xảy ra vụ đầu độc và cung cấp bản sao của một số tài liệu trong cuộc điều tra. Các quan chức Anh đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công. Họ nói cuộc tấn công sử dụng Novichok là tác nhân thần kinh do quân đội Liên Xô phát triển trước tiên. Nga bác bỏ lời tố cáo, một bậc khẳng định họ không có trách nhiệm trong vụ này, đồng thời cáo buộc ngược lại rằng chính các cơ quan tình báo Anh đã thực hiện vụ tấn công để bôi xấu Nga. Anh bác bỏ cáo buộc đó về phía Nga, thưa quý vị. Tin liên quan đến Pháp. Pháp lo ngại vẫn còn xảy ra âm mưu tấn công khủng bố. Một người đàn ông lái chiếc xe với bản số giả tìm cách ủi vào một toán lính Pháp đang chạy bộ trên đường ở vùng đông nam nước Pháp hôm thứ Năm. Theo các nguồn tin an ninh nói với hãng thông tấn AFP, điều này đang tạo ra lo ngại là có âm mưu tấn công mới trong khi nước Pháp đang để tang các nạn nhân bị một kẻ Hồi giáo quá khích hồi tuần qua. Các nguồn tin nói trên cho hay người lái xe nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng Ả Rập, trước đó đe dọa một toán lính Pháp vào lúc khoảng 8 giờ sáng tại Versailles Alisres Eriset gần thành phố Genève, sau đó tìm cách ủi vào một toán lính khác thuộc lữ đoàn 27 Sơn Cước đang trở về doanh trại sau một cuộc chạy bộ hàng ngày. Một phát ngôn viên quân đội Pháp, đại tá Benoît Brulon, cho AFP hay rằng các quân nhân nhảy lên lề đường, né được chiếc xe. Người lái xe loại Peugeot 208 này trên xe có một phụ nữ phóng chạy mất, nhưng sau đó lại bị bắt vào buổi trưa tại thành phố Grenoble, theo nguồn tin cảnh sát và quân đội. Vụ này xảy ra trong lúc nước Pháp đang trong tình trạng căng thẳng tiếp theo vụ nổ súng và bắt giữ con tin của một người thuộc thành phần Hồi giáo quá khích ở hai thành phố Carcassonne và Trébert hồi tuần qua, khiến 4 người chết, kể cả một sĩ quan cảnh sát, một tình nguyện thế chỗ cho phụ nữ bị bắt làm con tin, thưa quý vị. Tin Ecuador. Ecuador lại cắt Internet của sáng lập viên Wikileaks. Chính phủ Ecuador hôm thứ Tư nói rằng họ giữ các hệ thống Internet của ông Julian Assange, là sáng lập viên Wikileaks, hiện đang tá túc trong tòa đại sứ nước này ở London trong hơn 5 năm qua vì những hoạt động của ông trên mạng xã hội mới đây, mà trong đó ông công khai chỉ trích vụ bắt một chính trị gia người Catalan ở Tây Ban Nha. Trong một tuyên bố, các giới chức nói rằng những gì ông Assange viết mới đây làm nguy hiểm quan hệ tốt đẹp mà Ecuador duy trì với các quốc gia khắp châu Âu, và hôm thứ Ba quyết định ngừng không để cho ông tiếp cận Internet để đề phòng bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra. Kể từ đó thì người ta không thấy ông Assange xuất hiện trên các trang mạng xã hội nữa. Ecuador cấp quy chế tị nạn cho ông Assange hồi năm 2012 và để ông sống trong tòa đại sứ của họ ở Anh kể từ đó, để cảnh sát Anh không thể bắt ông. Trong thời gian qua thì Ecuador cố gắng tìm một giải pháp để ông rời tòa đại sứ mà không bị bắt, nhưng không thành công. Hiện nay thì ông Assange vẫn bị Anh truy nã vì không xuất hiện tại tòa sau khi được tại ngoại. Trong một vụ, ông bị Thụy Điển truy nã vì bị tố cáo là hiếp dâm hai cô gái. Ông cũng sợ là người Anh sẽ dẫn độ ông qua Mỹ vì Hoa Kỳ đang truy nã ông tội tiết lộ thông tin bí mật. Ông Assange, một người Úc, từng bị Ecuador cắt Internet hồi năm 2016 sau khi Wikileaks tung ra nhiều thông tin không có lợi cho bà Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống, thưa quý vị. Tin liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 27 tháng 4, lãnh tụ Nam Bắc Hàn họp thượng đỉnh. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in sẽ có cuộc họp thượng đỉnh tại làng Đình Chiến, bàn Mông Điếm vào ngày 27 tháng 4 tới đây, theo thông báo của chính phủ Nam Hàn hôm thứ Năm. Cuộc họp thượng đỉnh hiếm thấy này có thể là một biến chuyển quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy việc giải giới nguyên tử Bắc Hàn đã có từ mấy thập niên nay. Loan báo nói trên được đưa ra sau khi có cuộc họp của giới chức cao cấp Nam và Bắc Hàn tại bàn Mông Điếm. Giới chức hai bên sẽ gặp nhau trong cuộc họp ngày 4 tháng 4 để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh, thảo luận vấn đề an ninh, nghi lễ và hoạt động
tường thuật của các cơ quan truyền thông. Lãnh đạo của Bắc và Nam Hàn cho đến nay chỉ gặp nhau hai lần kể từ sau cuộc chiến Triều Tiên 1950 đến 1953, vào năm 2000 và năm 2007, tất cả đều dưới thời chính phủ có khuynh hướng cấp tiến ở Nam Hàn. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myung-gyeon là một trong ba giới chức Nam Hàn tham dự cuộc họp hôm thứ Năm, cho báo chí hay trước đó rằng việc chuẩn bị để cho hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề giải giới nguyên tử sẽ là điều chính yếu. Sau cuộc họp, ông Cho đã nói với giới truyền thông Nam Hàn rằng có sự trao đổi ý kiến về chương trình họp, nhưng không cho biết rõ ràng là liệu có thảo luận về vấn đề nguyên tử hay không. Phái đoàn Bắc Hàn tham dự cuộc họp cũng gồm 3 người, dưới sự hướng dẫn của Ri Song-kyun, là người đứng đầu một cơ quan có trách nhiệm về các vấn đề giữa Bắc và Nam Hàn. Cuộc họp này diễn ra tiếp theo cuộc họp bất ngờ tuần này giữa Kim Jong-un và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia. Trước ngày Kim Jong-un có cuộc họp với Tổng thống Moon và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thưa quý vị. Tin Ai Cập, tượng điêu khắc 3.500 năm tuổi của nữ Pharaoh Ai Cập. Tin từ Well cho thấy các chuyên gia tại Đại học Swansea đã tìm thấy hai mảnh đá vôi được cho là khắc hình khuôn mặt của Hatshepsut, là nữ Pharaoh từng cai trị Ai Cập thời xưa. Tiến sĩ Ken Griffin cùng với các sinh viên phát hiện bức điêu khắc Pharaoh Hatshepsut là một trong năm nữ Pharaoh từng cai trị Ai Cập khi đang kiểm tra các đồ tạo tác tại Đại học Swansea, xứ Well của Anh Quốc. Bức điêu khắc gồm hai mảnh đá vôi gắn vào nhau và được bảo quản tại đây từ hàng chục năm trước. Ông Griffin nhận thấy là những đường nét trên vật thể này giống với những hình khắc trong một ngôi đền ở Hatshepsut ở Deir el-Bari thuộc Luxor của Ai Cập. Mặt trước của phần trên của bức điêu khắc là hình đầu người bị thiếu phần mặt và một phần chiếc quạt. Hình khắc rắn hổ mang trên trán và những chữ tượng hình chỉ ra đây là một nữ pharaoh. Mặt sau của mảnh trên là một phần mặt người mang bộ râu ngắn. Hatshepsut cai trị Ai Cập từ khoảng năm 1478 đến 1458 trước công nguyên. Thời kỳ đầu nắm quyền thì Hatshepsut được miêu tả là một phụ nữ mặc váy dài. Tuy nhiên, bà dần dà thay đổi với những đặc điểm nam tính hơn, trong đó có việc đeo râu giả. Các nhà nghiên cứu cho rằng phần trên của tấm điêu khắc từng được tách ra và khắc thêm để hoàn thiện khuôn mặt ở mảnh dưới. Điều này cũng giải thích cho đường cắt khác thường của nó. Việc khắc thêm vào mặt sau có thể do một người buôn đồ cổ, người bán đấu giá hoặc người sở hữu trước đây thực hiện để tăng thêm giá trị hay là tính hấp dẫn cho bức điêu khắc. Đại học Swansea mang bức điêu khắc này cùng một số cổ vật từng thuộc về thương gia ngành dược là ông Henry Wellcome về để bảo quản năm 1971. Các chuyên gia cho rằng nó có nguồn gốc từ Deir el-Bari. Tuy nhiên, họ cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để xác nhận điều này, thưa quý vị. Tranh Van Gogh đã sắp được bán đấu giá tại Pháp. Tin từ Paris cho biết là một bức tranh phong cảnh của danh họa Vincent Van Gogh được vẽ vào giai đoạn đầu sự nghiệp vừa được đem triển lãm tại Paris vào thứ Tư trước khi được bán đấu giá vào tháng 6 năm nay. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm của Van Gogh được đấu giá tại Pháp trong vòng hơn 20 năm qua. Dự kiến sẽ đạt được từ 3 đến 5 triệu euro. Bức tranh sơn dầu, những người vá lưới trên bãi cát đã được trưng bày tại bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan suốt 8 năm qua, được vẽ năm 1882. Bức tranh mô tả khung cảnh cuộc sống tại The Hague là nơi Van Gogh từng sống một thời gian ngắn và cũng là giai đoạn ông tập trung vào sự nghiệp nghệ thuật của mình. Trong lá thư gửi cho anh trai, theo ông Van Gogh kể rằng ông bị thu hút bởi cảnh tượng các phụ nữ nông dân di chuyển quanh cánh đồng, đầu họ quấn khăn trắng. Cảnh tượng này được Van Gogh thể hiện rõ nét trong bức tranh của ông. Bức tranh những người vá lưới trên bãi cát là bức tranh phong cảnh duy nhất được họa sĩ Hòa Lan vẽ trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Bức tranh chứa những yếu tố sau này trở thành đặc điểm chung của nhiều tác phẩm của Van Gogh, bao gồm bầu trời u ám và các đàn quạ. Tác phẩm này sẽ được đấu giá tại Paris từ ngày 4 tháng 6, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng ta xin tạm ngừng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.